Dạ Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Video tiếp theo Phú gửi tới cô chú anh chị và các bạn là một cái ngôi nhà cổ nhưng mà đã xuống cấp, và có một cái bà cô ở bên kia sống ở bên kia, thì để Phú quay một vòng rồi mình qua mình trò chuyện với bà cô mấy bên bạn. Đây là mặt tiền phía trước của cái ngôi nhà. Qua thời gian thì ở trên bức tường có những dấu nứt khá là đậm. Nó sụp xuống luôn rồi, lấy cây chổi lại nè anh ơi. Đây là sụp xuống luôn rồi. Động đã hư hao theo thời gian. Và gạch ở đó mọi người thấy là cũng tầm gạch 20. Cái này là tới 30. Và ở đây á, thì những cái bê tông tô á, nó ra tróc hết rồi. Đây là những cái viên gạch cổ nè. Những cái cây gỗ ở đây á, thì vẫn có hoa văn rất là đẹp nhưng mà đã xuống cấp, nứt nẻ hết rồi. Bên đây thấy để trên là xây năm 1929, tức là cũng gần 100 năm thôi. Và đến bên đây á, có một cái bà cô sống ở đây, không biết bữa nay có cô ở trong nhà không thì mình không biết, để mình đi xuống dưới mình hỏi thăm cô coi. Ngôi nhà này giờ cô cũng đã bỏ rồi, không có ở trong đây nữa. Dạ cô ơi, cô, đây là những cái vết nứt, những viên gói đó có thể rớt bất cứ lúc nào khi mà trời giông gió. Dạ đây là cũng thấy là cái ngói này, ngói ống úp lại. Cô ơi, dạ con chào cô. Cô ơi, con nãy con xin quay bên cái nhà anh bển này đó. Dạ, cô cho con quay sơ ở ngoài một chút cô. Bởi vì á con đi quay nhà cổ con chia sẻ đó. Rồi người ta cũng thấy khoái cái khu nhà cổ ở thành phố Long này nè cô. Người ta cũng yêu cầu mà mình. Ơi, nhà tôi anh thấy đó. Dạ cũng không sao đâu cô, thì tôi tùm lum tà la mà quay. Dạ cũng không sao đâu. Anh lại quay mấy cái cảnh mấy cái nhà mà còn lạnh đó. Dạ thì chút nữa con qua thì con kế bên đây cho con tròn quay chút xíu con. Thôi đừng có quay, nhà hư mà quá trời. Ở đây có lẽ là cái bơm cháy đạn á. Dạ. Bây giờ thì cô nói cái nhà xuống cấp, ý cô không muốn quay để chia sẻ lên cho mọi người xem. Dạ thì cô ý cô là mà không có muốn mình quay nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ lại. Thí dụ sau này á là cái nhà này có thể là trùng tu sửa gì lại, nó còn cái dấu vết cái ngôi nhà như hiện giờ, có thể mọi người để nhìn ngắm và yêu mến cái ngôi làng cổ ở ở Long An này. Ở đây á là cái khu vực giữa cái nhà
di tích lịch sử. Và mé bên đây là cái ngôi nhà cổ, nó xuống cấp, nó hư rồi, cô không muốn quay đó. Giờ thu quay lại để giữ cái hình ảnh, cái kỷ niệm đẹp của cái ngôi nhà ngày xưa, chứ không phải là cái ngôi nhà này vẫn còn con cháu của cô chú anh chị, không phải nhà người ta bỏ hoang đâu. Nhưng mà giờ xuống cấp á, thì bà cô ở bên hông á, ở nhà này thì giờ đóng cửa để đó, và có lẽ là một ngày nào đó sẽ trùng tu lại. Dạ, giờ video chia sẻ cái ngôi nhà cổ tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị.